Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây là tin tức cập nhật về thị trường tiền ảo và giá Bitcoin mới nhất ngày hôm nay. Ý kiến của bạn về giá tiền ảo cuối năm nay sẽ tăng mạnh hay tiếp tục lao dốc? Hãy để lại comment bên dưới nhé! Giá Bitcoin hôm nay ngày 18 tháng 6 tiếp đà lao dốc. Bitcoin tiếp tục giảm xuống 38.000 USD sau khi thông tin Ngân hàng Thế giới từ chối giúp El Salvador thực thi đạo luật Bitcoin. Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 6, giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên sàn giao dịch CoinShares đứng ở mức 38.000 USD một Bitcoin, giảm 1% so với thời điểm một ngày trước đó, tương đương mỗi coin giảm gần 200 USD. Giảm giá mạnh nhất là Bitcoin và Ethereum, khi mà trong số 10 mã tiền kỹ thuật số hàng đầu thì có tới 9 mã giảm điểm. Bitcoin dường như đang chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khi Ngân hàng Thế giới, World Bank nói không với đề nghị hỗ trợ của trong nỗ lực đưa El Salvador đưa Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán chính thức. World Bank khẳng định không thể hỗ trợ El Salvador triển khai việc đưa Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán chính thức với lý do là những trở ngại về môi trường và minh bạch. Lời từ chối này được đưa ra sau khi quốc gia vùng Trung Mỹ đề nghị World Bank giúp thực thi đạo luật Bitcoin. Chính phủ El Salvador có đề nghị chúng tôi hỗ trợ về Bitcoin, nhưng đây không phải là một vấn đề mà WB có thể hỗ trợ. Xét đến những vấn đề về môi trường và minh bạch, Bitcoin giảm cũng khiến một số tiền ảo giao dịch trong sắc đỏ như Cardano hay Dogecoin. Tuy vậy, một số coin khác đang nỗ lực vực dậy và giao dịch tăng trưởng như Tether, Binance Coin, Ripple. Các loại tiền điện tử lớn đều tiếp tục xu hướng giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang thái độ thận trọng với những dòng tơ quyết của Elon Musk. El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp. Tổng thống Bukele xem đây là một giải pháp hữu ích cho hoạt động chuyển kiều hối về nước và tạo ra sự bao trùm tài chính ở một quốc gia mà đa phần người dân không có tài khoản ngân hàng. Vào đầu tháng này, Tổng thống El Salvador đã rút khỏi hiệp định chống tham nhũng với tổ chức các quốc gia Mỹ. Điều này đã khiến chính phủ Mỹ không đồng tình khi chính quyền Washington đang tìm cách ngăn chặn tham nhũng ở Trung Mỹ như một phần của chính sách nhập cư. Bất chấp những biến động gần đây của tiền ảo Bitcoin, tỷ phú Tim the Rapper, nhà đầu tư mạo hiểm và cũng là một nhà đầu tư Bitcoin, vẫn kiên định với dự báo rằng giá tiền ảo này sẽ chạm ngưỡng 250.000 USD vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú the Rapper dự báo Bitcoin tăng giá. Năm 2014, khi Bitcoin giao dịch quanh mức 500 USD, ông nhận định tiền ảo này sẽ vượt 10.000 USD trong 3 năm. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bitcoin lập kỷ lục hơn 18.900 USD, trước khi sụt mạnh chỉ còn 7.270 USD đầu năm 2018. The Rapper cho biết, hiện tại hầu hết các kỹ sư đang nghiên cứu để cải thiện đồng Bitcoin. Tuần trước, tiền ảo này được nâng cấp lần đầu tiên trong 4 năm với bản nâng cấp có tên Tapsot. Khi có hiệu lực vào tháng 11 tới, thay đổi này sẽ giúp các giao dịch Bitcoin riêng tư và hiệu quả hơn. Nâng cấp này cũng mở ra tiềm năng cho các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Bitcoin. Bitcoin là thứ giống như Microsoft trong thế giới phần mềm hay Amazon trong thế giới thương mại điện tử. Tôi tin rằng Bitcoin sẽ là trung tâm của tất cả hoạt động tài chính trong 2-3 thập kỷ tới, ông The Rapper nhận định. Tuy vậy, giá Bitcoin liên tục biến động mạnh, đặc biệt là đợt lao dốc gần đây, do quan ngại về vấn đề môi trường khi tiền ảo này cần tiêu thụ lượng điện khổng lồ để khai thác. Vì điều này cùng một số lý do khác, nhiều chuyên gia khuyến cáo chỉ nên đầu tư vào Bitcoin sẵn sàng mất hết. Vì sao giới tội phạm đang chán Bitcoin dần chuyển sang dùng một đồng tiền ảo vô danh khác? Monero, một đồng tiền số có tính nặc danh và riêng tư cao, đang dần trở thành đồng tiền được các hacker tống tiền lựa chọn. Theo CNBC, khi FBI đột nhập thành công một ví điện tử do các hacker Colonia Pipeline nắm giữ bằng cách theo dấu vết dòng tiền trên blockchain của Bitcoin, nhiều tội phạm số cảm thấy bất ngờ và lo lắng. Những người này luôn cho rằng việc giao dịch tự động bằng tiền mã hóa có thể bảo vệ họ khỏi các hoạt động điều tra. Một trong những đặc tính cốt lõi của Bitcoin là hoạt động dựa trên một sổ cái công khai. Đây là nơi chứa tất cả các token của giao dịch và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Vì lý do này, nhiều hacker bắt đầu tìm đến các đồng tiền như Dash, Monero vì chúng có mức độ nặc danh cao hơn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì Bitcoin vẫn là lựa chọn hàng đầu với hacker tống tiền.
bảo hiểm số vẫn là lý do hàng đầu khiến Bitcoin là đồng tiền nhiều hacker tống tiền lựa chọn. Bảo hiểm cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực này và nhà bảo hiểm thường từ chối bồi thường nếu khoản thanh toán tống tiền được thực hiện bằng Monero, một cựu nhân viên CIA chia sẻ. Rõ ràng, giao dịch với Bitcoin dễ dàng theo dõi hơn. Bên cạnh đó, hạ tầng blockchain của Bitcoin cũng đã khá hoàn thiện để các cơ quan chức năng có thể quản lý giao dịch. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn theo dõi một danh sách các ví điện tử liên quan đến các khu vực bị cấm vận. Điều đáng ngại là hiện tại kẻ xấu đã có thể tìm ra nhiều cách để nạc danh hóa giao dịch trong Bitcoin. Ông Holland chia sẻ tội phạm thường tìm đến các dịch vụ hòa trộn để trộn tiền bẩn và các khoản tiền mã hóa sạch và tạo ra Bitcoin mới. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.